trên màn hình, mọi người thấy bộ thu đang được mở và hai tay phát cũng đang được mở. Sóng đã nhận, cột sóng đã lên, nhưng bên trong màn hình lại xuất hiện hai chữ mute, có nghĩa rằng sẽ ngắt tiếng và nó sẽ không thu tiếng từ hai cái bộ phát thu về cái bộ thu. Và khi người dùng chạm vào tay mic sẽ được mở trở lại. Lúc này trên màn hình mọi người mới thấy xuất hiện hai cột sóng anten và mất đi cái chữ mute. Lúc này bây giờ cầm tay mic alo mới có tín hiệu. Alo, alo, alo. Và nếu như đặt tay mic xuống đây, sau 5 giây đã tắt và xuất hiện chữ mute như thế này, là ngắt tiếng không thu nữa. Cái vấn đề này cũng có lợi nhưng cũng có hại ở một số cái chương trình mà Tài đã từng gặp, từng thấy. Ví dụ như những cái chương trình hội nghị, hội họp sử dụng tay micro này để ở trên một cái giá đỡ, có nghĩa rằng người dùng sẽ không chạm tay vào cái tay micro này. Chỉ sau 5 giây nó đã ngắt. Và khi người dùng muốn nói chuyện trở lại phải chạm tay vào cái bộ thu, nó mới mở lại. Nó sẽ bị bất tiện. Và hôm nay Tài sẽ chia sẻ cùng với tất cả mọi người tắt đi cái chức năng đó. Để tắt cái chức năng này đi, rất đơn giản mọi người nha. Hiện tại bây giờ tay mic đang mở, mọi người chỉ việc đè chết vào cái phím mở nguồn này giúp Tài. Nhấn chết. Sau khi nó ốp như thế này, mọi người vẫn giữ phím luôn. Đó, tự động nó sẽ mở lại. Và mọi người chú ý kỹ, sẽ thấy có một cái chữ ốp nằm ở phía bên trong. Thì lúc này, cái tay mic này bây giờ đặt vào đây sẽ hoạt động liên tục, không có bị vấn đề đó nữa. Đó, sau 5 giây mọi người thấy không xuất hiện cái chữ mute. Mặc dù tay mic bên này đang còn xuất hiện chữ mute nè. Đây, cầm vào cái tay mic nó sẽ mở lại. Thấy chưa? Và nếu như Tài đặt cái tay mic lên đây nó sẽ tắt đi. Đó, bên đây nó đã tắt. Nhưng bên đây vẫn được mở. Bên đây vẫn có tiếng động. Đó, mọi người thấy đèn nè. Thấy không? Thấy cái đèn tín hiệu. Alo, alo. Đó. Nhưng cái tay mic kế bên vẫn xuất hiện chữ mute. Và để mở lại cái chức năng này cũng rất đơn giản, cũng y như vậy. Thao tác mọi người chỉ việc ấn đè vào cái phím nguồn này. Sau khi màn hình nó đã tắt như thế này, mọi người vẫn giữ nguyên, đừng có buông ra, cho đến khi màn hình sẽ xuất hiện lại có chữ on. Mọi người thấy có chữ on là đã được mở lại rồi đó, buông tay ra. Là bây giờ để nó sẽ 5 giây nó sẽ ngắt. Nó sẽ mất cục sóng nè. Đó, nó sẽ xuất hiện chữ mute. Để tắt cũng làm y như vậy. Cũng nhấn và đè vào đây cho tắt nguồn đi. Và tay phải giữ. Giữ cho đến khi máy được mở lại. Mở lại sẽ xuất hiện chữ off. Rồi, buông tay ra. Đè lên đây. 5 giây không tắt nữa. Hoạt động xuyên suốt.
Giá chính thức của bộ micro P-Audio PM88 này có mức giá là 6,5 triệu. Và hiện tại đang được khuyến mãi tại NDT Audio với giá rất bất ngờ. Mọi người quan tâm đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại nằm ở phía bên trên màn hình để biết được cái giá khuyến mãi. Vì sản phẩm này có rất nhiều đơn vị lấy cùng một công ty, nhưng mỗi đại lý sẽ có một cái chương trình khuyến mãi khác nhau. Vì vậy, Tài sẽ không công bố cái giá khuyến mãi ở trên video này. Chỉ mong mọi người quan tâm đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại ở phía bên trên màn hình để biết được một cái giá khuyến mãi rất là bất ngờ trong video này. Âm thanh ánh sáng NDT Audio, địa chỉ tổ 11, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Để phục vụ khách hàng tốt nhất, chúng tôi xin thông báo thời gian làm việc như sau: sáng 7:30 đến 11:30, chiều 13:30 đến 17:30. Xin chân thành cảm ơn.